Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 1537 về việc tăng cường hoạt động công tác thanh niên giai đoạn 2021-2030. Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng số, nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, gắn với triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Là lực lượng xung kích nòng cốt, dương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm thành quốc gia số.